Hồ Vĩnh Hoa gặp Trần Bá Tường trong giải cá nhân năm 1962. Trong ba danh tướng của Quảng Đông, Dương Quan Lân, Sái Phúc Như, Trần Bá Tường là những cường thủ mà muốn giữ được vương miện, quán quân. Hồ tất phải vượt qua. Ván này Hồ cầm đỏ đi trước, khởi đầu bằng trung pháo văn cờ tiếp theo. Hình thành thế trận, pháo đầu, quá hà xa, đối bình phong mã. Đến đây, đỏ đi tiếp. Ở đây, ngoài nước đi tốt 5 tiến 1, đỏ còn 3 lựa chọn khác. Đấy là mã 8 tiến 7, pháo 8 bình 6 và pháo 8 bình 7. Tiếp theo, đen đối phóng đen lên sĩ ngoài ra đen còn lựa chọn khác là pháo 9 bình 7 đuổi xe như pháo 9 bình 7 bán cờ tiếp theo có thể là đỏ chủ động hơn ở đây đen đi lên sĩ ván cờ tiếp theo đen ăn tốt hơi vội ở đây đen có một lựa chọn khác đó là tốt 7 tiến 1 như đen đi tiếp theo có thể là Bây giờ đen mới ăn tốt Nước đi được nhiều danh thủ đánh giá là tốt hơn Vì đen có thể khống chế được lọ ba của đỏ Ở đây đen đi tốt 5 tiến 1 Tiếp theo đỏ đối phó Nước đi yếu Hồ Vinh Hoa tự nhận rằng Lúc đó trình độ cờ còn kém về mặt bố cục nhìn hình cờ việc bố trí quân hoặc liên kết quân là chưa đạt mức cao như các đối thủ khác họ cho rằng ở đây nước chính xác phải là mã ba tiến năm như đỏ đi mã ba tiến năm tiếp theo đen có hai cách đối phó một là tốt năm tiến một và 2 là tượng 3 tiến 5. Như tốt 5 tiến 1. Tiếp theo. Đến đây đen lại có 2 cách đi. Hoặc tượng 3 tiến 5. Hoặc mã 7 tiến 5. Như tượng 3 tiến 5. Tiếp theo. Đỏ có thể khả năng triển khai được xem mã cánh trái nhanh, vừa công vừa thủ, hoặc mã 7 tiến 5. Tiếp theo, cờ đỏ chiếm tiền. Hai là đèn không đi tốt 5 tiến 1 mà đi tượng 3 tiến 5. Ván cờ tiếp theo. đỏ cũng sẽ có thể xuất quân cánh trái nhanh hơn ở đây đỏ đi xe 4 bình 7 đèo mã ván cờ tiếp theo đỏ mã 8 tiến 7 hai bên ngang thế ở đây nếu đỏ đi mã năm tiến sáu ván cờ tiếp theo có thể là đến đây đen khai cuộc coi như được vừa ý hiện đen tiến mã kiêm đấu mã bắt xe đồng thời cánh trái của đỏ, đỏ quân chưa xuất có thể nói đen chiếm tiên như tiếp theo đen hơi yêu ở đây đỏ lựa chọn là xuất binh cánh trái ván cờ tiếp theo nếu đỏ không đi pháo tám tiến hai mà đi pháo 8 tiến 4 phong xe Như đỏ đi Ván cờ tiếp theo có thể là Đến đây đỏ khó ứng phó như đỏ đi ván cờ tiếp theo có thể là đen chiếm ưu ở đây đỏ lựa chọn nước đi pháo 8 tiến hai tuần hà tiếp theo đen đối phó đen tiến tốt một nước đi trong thực tế chiến đấu Các danh thủ cho rằng Không phải là nước hay Vì đen thua mất hai tốt Mà lại tốt Ở tuyến 3 và tuyến 7 rất là tốt đầu tượng Ở đây đen có lựa chọn khác Đấy là xe 2 tiến nào Ván cờ tiếp theo có thể là Ở đây đỏ có hai lựa chọn. Hoặc tốt 3 tiến 1, hoặc pháo 5 tiến 1. Như tốt 3 tiến 1, ván cờ tiếp theo có thể là cờ đen có ưu thế lớn vì hiện trạng hai mã đỏ bị bắt còn như ở hình thế này đỏ không tiến tốt ba và đi pháo năm tiến một ván cờ tiếp theo có thể là cờ đen cũng khá ổn ở đây đen lựa chọn nước đi tốt 7 tiến 1 ván cờ tiếp theo đen pháo 7 bình 9 nước đi chưa được rõ ràng. Ở đây nếu đen lựa chọn pháo 7 bình 8. Tiếp theo đỏ có hai lựa chọn. Một là xe 7 bình 2 cản pháo. Hai là xe 9 bình 8. Như xe 7 bình 2 tiếp theo có thể là đen có thế công ở cánh trái còn như nếu đỏ đi xe chín bình táo tiếp theo có thể là đen phản công ở đây đen lựa chọn giải pháp pháo bảy pháo bình chín Và tốt để phản công đỏ đối phó đỏ xe 9 bình 8 ở đây đỏ có một lựa chọn nữa là xe 7 bình 1 như xe 7 bình 1 tiếp theo có thể là đen nóng thế chủ động đỏ lựa chọn nó đi Xe 9 bình táo. Tiếp theo. Đen lùi pháo. Ở đây đen có lựa chọn khác là pháo 9 tiến 3 chiếu tượng. Như pháo 9 tiến 3 chiếu tượng. Tiếp theo có thể là Hình cờ đến đây, khi pháo đỏ 8 tiến 2, phía đen xe mã bị phong tỏa, khó tiến lên. Bây giờ, đen có 4 cách đi. Một là xe 3 bình 7. Hai là xe 3 bình 6. Ba là xe 3 bình 4. Và bốn là xe 3 bình 8. Giữa xe 3 bình 7. Tiếp theo có thể là Tuyệt sát như xe 3 bình 6 Tiếp theo có thể là Chuẩn bị đấu xe Đỏ sẽ chiếm được yếu lộ Đỏ cũng ưu thế Ba là xe 3 bình 4 Mưu chóc pháo đầu Ván cờ tiếp theo có thể là giữ chặt pháo đầu khi dọa xe 8 bình 4 tuyệt sát và 4 là xe 3 bình 8 tiếp theo cờ đỏ dễ đi hơn do đó đen không lựa chọn nước chiếu tướng và lùi pháo ván cờ tiếp theo vừa rồi đen dùng thủ thuật đấu cây để giải vây đồng thời bắt được tốt đỏ để cân bằng lực lượng đến đây đỏ pháo tám tiến hai là nước đi trọng yếu của bán cờ tiếp theo Đen bình pháo. Một nước đi dẫn tới thất thế vì đen có khả năng chưa nhìn ra đòn đánh của đỏ. Ở đây đen còn hai giải pháp là pháo 3 thoái 1 và giải pháp mã 3 tiến 4 như pháo 3 lùi 1. Tiếp theo. Đỏ cũng ưu thế vì quân đen khó đi. Hai là mã 3 tiến 4 ván cờ tiếp theo có thể là bắt chết xe đèn ở đây đèn đi nước pháo và bình năm ván cờ tiếp theo buộc phải chạy xe vì ăn pháo đỏ sẽ pháo táo bình ba bát tượng dọa hết đen sẽ mất xe tiếp theo Cờ đi lên đây đỏ đã khống chế toàn cục ván cờ tiếp theo. theo. Nếu đen không mã 4 tiến 3 mà đen đi tượng 5 tiến 7 quá tốt. Như Tiêu theo. Đen sẽ mất cây. Ở đây đen chấp nhận đỏ đi tốt qua hà. Đen đi. Ván cờ tiếp theo. Nếu đen không xuất tướng mà lựa chọn giải pháp mã 2 tiến 4 lên tay sĩ để phòng thủ. Như đỏ có đoàn chiến thuật. Bắt tượng, đánh pháo, đen cũng khó về ứng phó. Ở đây đen chọn giải pháp xuất tướng để tránh sự công kích của đỏ. Chúng ta hãy xem hò ứng phó. tiến tốt gia tăng áp lực tiến công tỏa dùng song pháo xe mã tốt tấn công như vũ bão làm quân đen buộc phải co cụm phòng thủ đến đây tỏa tiến xe vào mồm mã tiếp theo đèn ứng phó đen chịu thua vì tiếp theo nếu như đen đi đến đây đen có hai cách đi một là sĩ năm tiến vốn ăn mã và hai là Chạy pháo 6. Nếu sĩ 4 tiến nào ăn mã. Tiêu theo. Đen không thể kháng cự được sẽ thua cờ. Còn như đen chạy pháo. Vẫn cờ tiêu theo có thể là Đen không thể lên sĩ Vì lên sĩ thua ngay Như đen đi Tiếp theo Đen thua Còn như đen vào tướng Tiếp theo Đến đây nếu như đen bình tướng sang 4. Đen thua. Còn như đen bình tướng sang 6. đen cũng thua như đen vào pháo tiếp theo đen cũng không thể đỡ được mời các bạn xem lại diễn biến của ván cờ đen thua đỏ vận dụng xe song pháo mã tốt tấn công tuyệt đẹp đen có thế công ở cánh trái còn như nếu đỏ đi xe chín bình táo tiếp theo có thể là đen phản công. Ở đây đen lựa chọn giải pháp pháo 7 bình 9 và tốt để phản công. Đỏ đối phó. Đỏ xe 9 bình 8. Ở đây đỏ có một lựa chọn nữa là xe 7 bình 1, như xe 7 bình 1. Tiếp theo có thể là Đen nóng thế chủ động Đỏ lựa chọn nước đi Xe 9 bình tạo Tiếp theo Đen lùi pháo Ở đây đen có lựa chọn khác Là pháo 9 tiến 3 chiếu tượng Như pháo 9 tiến 3 chiếu tượng Tiếp theo có thể là Hình còn đến đây Khi pháo đỏ 8 tiến 2 Phía đen Xe mã bị phong tỏa Khó tiến lên Bây giờ đen có 4 cách đi Một là Xe 3 bình 7 2 là xe 3 bình 6. 3 là xe 3 bình 4 và 4 là xe 3 bình 8. Như xe 3 bình 7. Tiếp theo có thể là tuyệt sát như xe 3 bình 6 tiếp theo có thể là chuẩn bị đấu xe đỏ sẽ chiếm được yếu lộ đỏ cũng ưu thế ba là xe 3 bình 4 mưu chóc pháo đầu ván cờ tiếp theo có thể là giữ chặt pháo đầu Kiêm dọa xe 8 bình 4 tuyệt sát và 4 là xe 3 bình 8 tiếp theo cờ đỏ dễ đi hơn Do đó đen không lựa chọn nước chiếu tướng và lùi pháo. Ván cờ tiếp theo. Vừa rồi, đen dùng thủ thuật đấu cây để giải vây đồng thời bắt được tốt đỏ để cân bằng lực lượng đến đây đỏ pháo 8 tiến 2 là nước đi trọng yếu của bán cờ tiếp theo đen bình pháo một nước đi Dẫn tới thất thế vì đen có khả năng chưa nhìn ra đòn đánh của đỏ. Ở đây đen còn hai giải pháp là pháo 3 thoái 1 và giải pháp mã 3 tiến 4 như pháo 3 lùi 1. Tiếp theo đỏ cũng ưu thế vì quân đen khó đi. 2 là mã 3 tiến 4. Ván cờ tiếp theo có thể là. bắt chết xe đèn ở đây đèn đi nước pháo và bình nổ ván cờ tiếp theo buộc phải chạy xe vì ăn pháo đỏ sẽ pháo tám bình ba đến đây đen khai cuộc coi như được vừa ý hiện đen tiến mã kiêm đấu mã bắt xe đồng thời cánh trái đỏ, đỏ quân chưa xuất có thể nói đen chiếm tiền như tiếp theo đen hơi ưu ở đây đỏ lựa chọn là xuất binh cánh trái ván cờ tiếp theo nếu đỏ không đi pháo tám tiến hai mà đi pháo 8 tiến 4 phong xe Như đỏ đi Ván cờ tiếp theo có thể là Đến đây, đỏ khó ứng phó, như đỏ đi. ván cờ tiếp theo có thể là đen chiếm ưu ở đây đỏ lựa chọn nước đi pháo 8 tiến 2 tuần hà tiếp theo đen đối phó đen tiến tốt một nước đi trong thực tế chiến đấu các danh thủ cho rằng không phải là nước hay vì đen thua mất hai tốt mà lại tốt ở tuyến 3 và tuyến 7 rất là tốt đầu tượng ở đây đen có lựa chọn khác đấy là xe 2 tiến nào ván cờ tiếp theo có thể là Ở đây đỏ có hai lựa chọn. Hoặc tốt 3 tiến 1, hoặc pháo 5 tiến 1. Như tốt 3 tiến 1, ván cờ tiếp theo có thể là cờ đen có ưu thế lớn vì hiện trạng hai mã đỏ bị bắt còn như ở hình thế này đỏ không tiến tốt ba mà đi pháo năm tiến một ván cờ tiếp theo có thể là Cờ đen cũng khá ổn Ở đây đen lựa chọn Nước đi tốt 7 tiến 1 Ván cờ tiếp theo đen pháo 7 bình 9 nước đi chưa được rõ ràng. Ở đây nếu đen lựa chọn pháo 7 bình 8. Tiếp theo đỏ có hai lựa chọn. Một là xe 7 bình 2 cản pháo. Hai là xe 9 bình 8. Như xe 7 bình 2 tiếp theo có thể là a à, bát tượng dọa hết đen sẽ mất xe à? tiếp theo cờ đi đến đây đỏ đã khống chế toàn cục ván cờ tiếp theo, theo. Nếu đen không mã 4 tiến 3 mà đen đi tượng 5 tiến 7 quá tốt. Như tiêu theo. Đen sẽ mất cây. Ở đây đen chấp nhận đỏ đi tốt qua hà. Đen đi. Ván cờ tiếp theo. Nếu đen không xuất tướng mà lựa chọn giải pháp mã 2 tiến 4 lên tay sĩ để phòng thủ. Như đỏ có đòn chiến thuật. Bắt tượng, đánh pháo, đen cũng khó về ứng phó. Ở đây đen chọn giải pháp xuất tướng để tránh sự công kích của đỏ. Chúng ta hãy xem hò ứng phó. tiến tốt gia tăng áp lực tiến công đỏ dùng song pháo xe mã tốt tấn công như vũ bão làm quân đen buộc phải co cụm phòng thủ đến đây tỏa tiến xe vào mồm mã tiếp theo đen ứng phó đen chịu thua vì tiếp theo nếu như đen đi đến đây đen có hai cách đi một là sĩ năm tiến bốn ăn mã và hai là chạy pháo 6 nếu sĩ 4 tiến nào ăn mã theo theo Hồ Vinh Hoa gặp Trần Bá Tường trong giải cá nhân năm 1962 trong ba danh tướng của Quảng Đông Dương Quan Lân Sái Phúc Như Trần Bá Tường là những cường thủ mà muốn giữ được vương miện quán quân hồ tất phải vượt qua ván này hồ cầm đỏ đi trước khởi đầu bằng trung pháo ván cờ tiếp theo Hình thành thế trận pháo đầu quá hà xa đối bình phong mã. Đến đây, đỏ đi tiếp. Ở đây, ngoài nước đi tốt 5 tiến 1, đỏ còn 3 lựa chọn khác. Đấy là mã 8 tiến 7, pháo 8 bình 6 và pháo 8 bình 7. Tiếp theo, đen đối phó đen lên sĩ ngoài ra đen còn lựa chọn khác là pháo 9 bình 7 đuổi xe như pháo 9 bình 7 bán cờ tiếp theo có thể là đỏ chủ động hơn ở đây đen đi lên sĩ ván cờ tiếp theo. Đen ăn tốt hơi vội. Ở đây đen có một lựa chọn khác đó là tốt bảy tiến một. Như đen đi. Tiếp theo có thể là bây giờ đen mới ăn tốt nước đi được nhiều danh thủ đánh giá là tốt hơn vì đen có thể khống chế được lộ ba của đỏ ở đây đen đi tốt năm tiến một tiếp theo đỏ đối phó nước đi yếu hồ vinh hoa tự nhận rằng lúc đó trình độ cờ còn kém về mặt bố cục nhìn hình cờ việc bố trí quân hoặc liên kết quân là chưa đạt mức cao như các đối thủ khác họ cho rằng ở đây nước chính xác phải là mã ba tiến năm như đỏ đi mã ba tiến năm tiếp theo đen có hai cách đối phó một là tốt năm tiến một và 2 là tượng 3 tiến 5. Như tốt 5 tiến 1. Tiếp theo. Đến đây đen lại có hai cách đi. Hoặc tượng 3 tiến 5. Hoặc mã 7 tiến 5. Như tượng 3 tiến 5. Tiếp theo. Đỏ có thể khả năng triển khai được xem mã cánh trái nhanh vừa công vừa thủ hoặc mã 7 tiến 5 tiếp theo cờ đỏ chiếm tiền hai là đen không đi tốt 5 tiến 1 mà đi tượng 3 tiến 5 ván cờ tiếp theo đỏ cũng sẽ có thể xuất quân cánh trái nhanh hơn ở đây đỏ đi xe 4 bình 7 đè mã ván cờ tiếp theo đỏ mã 8 tiến 7 hai bên ngang thế ở đây nếu đỏ đi mã năm tiến sáu ván cờ tiếp theo có thể là đen không thể kháng cự được sẽ thua cờ còn như đen chạy pháo ván cờ tiếp theo có thể là Đen không thể lên sĩ Vì lên sĩ sẽ thua ngay Như đen đi Tiếp theo Đen thua Còn như đen vào tướng Tiếp theo Đến đây nếu như đen bình tướng sang 4. Đen thua. Còn như đen bình tướng sang 6. đen cũng thua như đen vào pháo tiếp theo đen cũng không thể đỡ được mời các bạn xem lại diễn biến của ván cờ